Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua và sáng nay, các tỉnh thành thuộc phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, tiếp tục có xu hướng tăng nhiệt. Hiện tượng sương mù nhẹ chỉ còn xuất hiện trong thời điểm ban sớm. Đến trưa chiều trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên ngưỡng từ 29-32 độ. Nơi có nhiệt độ cao hơn cả và khô ráo sẽ là các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ. Do tiếp giáp gần với vùng thấp nóng cho nên tại đây trời có nắng sớm, nhiệt độ trong khoảng từ 30-33 độ. Từ ngày 3 tháng 4 trở đi, do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường xuống, dự báo một đợt mưa vừa mưa to xuất hiện trên khu vực, nên nhiệt độ theo đó giảm xuống, chấm dứt nắng nóng. Đến với khu vực Trung Bộ, cũng do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây hoạt động, nên trong ngày hôm nay cũng như ngày mai, toàn bộ khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trời có nắng nhiều, nhiệt độ tăng cao phổ biến từ 31-34 độ. Khu vực còn lại từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, trời có mây thay đổi, không mưa và có nắng trong ngày, với nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 31-34 độ. Một vài nơi thuộc vùng núi có thể có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất xấp xỉ ngưỡng 35 độ. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ. Riêng một số nơi thuộc Kon Tum, Gia Lai và Lâm Đồng có thể có nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nắng nóng trong những ngày tới được dự báo là không chỉ tập trung ở miền Đông Nam Bộ mà sẽ lan sang cả các tỉnh miền Tây với mức nhiệt từ 33-36 độ, có nơi đạt 37 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Giữa vùng núi là từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc có nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Giữa miền Đông có nắng nóng gay gắt, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, miền Đông là từ 34-37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông không mưa,
tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.